phần tiếng việt tiếp theo một thế nào là từ đồng nghĩa từ đồng nghĩa có mấy loại tại sao lại có hiện tượng từ đồng nghĩa hai thế nào là từ trái nghĩa ba tìm một số từ đồng nghĩa và một số từ trái nghĩa với mỗi từ bé về mặt kích thước khối lượng thắng chăm chỉ bốn thế nào là từ đồng âm phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa năm thế nào là thành ngữ thành ngữ có thể giữ những chức vụ gì ở trong câu 6. Tìm thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa với mỗi thành ngữ Hán Việt sau. Bách Chín, Bách Thắng, Bán Tín, Bán Nghi, Kim Chi, Ngọc Điệp, Khẩu Phật, Tâm Xà, Mẫu, Độc Nhất Vô Nhị, có một không hai. 7. Hãy thay thế những từ ngữ in đậm trong các câu sau đây bằng những thành ngữ có ý nghĩa tương đương. Bây giờ, lão phải thần thơ giữa nơi đồng ruộng mênh mông và vắng lặng, ngắm trăng xuông, nhìn xương tỏa, nghe run kêu, dế khóc. Bác sĩ bảo bệnh tình của anh ấy nặng lắm, nhưng phải cố gắng đến cùng. May có chút hy vọng. Thôi thì làm cha làm mẹ phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của con cái. Tôi xin nhận lỗi với các bác vì đã không dạy bảo cháu đến nơi đến chốn. Ông ta giàu có, nhiều tiền bạc, Trong nhà không thiếu thứ gì mà rất keo kiệt chẳng giúp đỡ ai. Theo Đỗ Khỉu Châu, Chủ Biên, Giải Bài Tính Việt, lớp 7, tập 2. 8. Thế nào là điệp ngữ? Điệp ngữ có mấy dạng? thế nào là chơi chữ hãy tìm một số ví dụ về các lối chơi chữ